Và nói tới đây đó thì các bạn thấy được một trong những người mà gần đây đó đã chuyển từ Bolus thành Bears à, đó chính là Benjamin Cohen. Thì Benjamin Cohen các bạn cũng đang nhớ là cách đây hai ngày. Đây là một trong những người mà rất là sớm đã có cái nhận xét là chúng ta sẽ có một chu kỳ dài hơn và chúng ta thấy được là cho đến bây giờ đó là tháng 5 của năm 2022 có nghĩa là chúng ta thấy cái chu kỳ Bitcoin đó nếu như vẫn còn chúng ta đã bước qua năm thứ năm rồi trước đây thì có 4 năm mà thôi thì bây giờ chúng ta nằm ở năm thứ năm rồi nhưng mà cách đi hai ngày đây thì Benjamin Cohen lại nói là cái lý thuyết chu kỳ dài hơn đã chết rồi và tối ngày hôm qua đó thật ra cả ngày hôm qua Benjamin Cohen có tới bốn cái livestream lận và chủ yếu đó là lên livestream thứ nhất đó là thường thấy là phần lớn cũng đã giải thích được khá là nhiều về suy nghĩ cá nhân của mình tại vì sau khi mà Benjamin đột ngột nói là chu kỳ dài hơn đã chết thì bị cái sự tấn công rất là lớn nhưng mà ngày hôm qua đó thì Benjamin Cohen cũng double down nói là không những là chu kỳ dài hơn đã chết mà Benjamin Cohen nghĩ chúng ta đã bước vào mùa đông crypto rồi thì rất nhiều bạn hỏi thuận về cái quan điểm mùa đông crypto đó thì tôi chia sẻ với các bạn một số những thông tin để các bạn nắm được và chúng ta sẽ chia sẻ một số điều được chia sẻ bởi Benjamin Cohen Tại vì Thuận cảm thấy được rất nhiều điều Benjamin Cohen nói Thường cũng có cái sự đồng ý Có một số điều thì thằng cũng vẫn chưa có chắc lắm đâu Nhưng mà Benjamin Cohen ngày hôm qua cũng nói là những gì mà Benjamin chia sẻ đó thì cũng không phải là 100% Chỉ dựa vào những cái suy nghĩ cá nhân mà thôi Tại vì đó chúng ta thấy được là Benjamin Cohen rất là quan tâm đến cái thông tin liên quan tới phần trăm lạm phát cho đến khi nào mà cái phần trăm lạm phát có cái suy giảm đó thì Benjamin Cohen mới có cái sự bullish trở lại tại vì Benjamin Cohen nghĩ là thân bây giờ đã đã khác 5 vừa rồi năm euro rồi tuy là giá cả đi xuống nhưng mà bây giờ đã cái sự khác biệt rất lớn là Fed đã bắt đầu có hành động cho nên chỉ khi nào mà phần trăm lạm phát đó cái đường màu xanh này có cái mức suy giảm Lúc đó Benjamin Cohen mới có cái sự bonus trở lại Chứ còn nếu như là không đó thì không chỉ riêng là thị trường crypto đâu Mà cả thị trường tài chính nói chung luôn cũng sẽ đi vào một mùa đông Cho đến khi nào chúng ta thấy cái đường màu xanh này có cái dấu hiệu đi xuống Có nghĩa là chúng ta có thể thấy khu quản tài chính dựa theo Benjamin Cohen Thì một số những điều mà Benjamin Cohen chia sẻ để nói với các bạn Thứ nhất là Benjamin nói là lúc nào chúng ta cũng nên có một số tiền mặt trong tay thì đây cũng là một điều mình thường đồng ý cho nên các bạn thấy được là bao nhiêu tháng qua thường thường hay chia sẻ với các bạn là đang lưu trữ một số lượng tiền mặt là khoảng 30% phần trăm những lúc mà tình hình tốt đó thì nhiều bạn sẽ cảm thấy Thuận à, thường lưu trữ số tiền mặt này thì cũng hơi dư thừa tại vì nếu như mà đem đầu tư thì sẽ có lợi nhiều hơn nhưng mà những lúc mà không tốt thì bạn mới thấy được cái sự quan trọng của có tiền mặt thì cái này thật ra mà nói là quan điểm của mỗi người mà thôi và các bạn sẽ có có kinh nghiệm khi các bạn trải qua những đợt lên xuống trong thị trường này thuận đã ở riêng trong thị trường crypto này đó là gần như 6 năm rồi cho nên đối với thuận thuận đã học được nhiều bài học mà trước đây mình đã dấp phải nhưng mà những bạn mới hơn thì các bạn phải học theo từng giai đoạn nhưng mà điều quan trọng là các bạn tiếp tục học, tiếp tục ở lại, tiếp tục những chiến lược riêng cho bản thân mình. Tại vì thị trường này đó cho dù trong thời gian ngắn hạn có lên có xuống nhưng mà dài hạn đó, khi các bạn zoom ra thì đó là một cái bức tranh hoàn toàn khác các bạn sẽ thấy được là dài hạn thị trường này có sự tăng trưởng và có tiềm năng rất lớn cho nên những người nào mà nản đó, rời khỏi thì cũng rất là đáng tiếc rất là nhiều người đã từng nhắn tin thuận trong vòng bao nhiêu năm qua đó nói là năm 2017, 18, 19 á, lúc đó thì năm 18, 19 quá là nản cho nên rời khỏi thị trường này mãi cho đến năm 2021 mới trở lại và không ngờ là Bitcoin đã qua khỏi 20.000 đô mà lên tới 60.000 đô, 50.000 đô luôn không ngờ mình bỏ lỡ nhiều cơ hội như vậy tại vì mình đã quá chán nản năm 2018, 19 tại vì không có một cái chiến lược rõ ràng và không có lòng tin quan trọng là không có lòng tin mà thôi thì bây giờ cũng như vậy Sau này các bạn cho dù thấy bây giờ thị trường không được tốt Hay là các bạn cảm thấy là bây giờ Các bạn không thể chấp nhận cái sự dao động như vậy nữa Nhưng mà nếu các bạn rời khỏi đó Thì nhiều năm sau các bạn cũng có thể có những suy nghĩ hối hận như vậy Đó là suy nghĩ cá nhân của Thuận mà thôi Cho nên điều quan trọng đó là tiếp tục tìm hiểu và tiếp tục ở trên thị trường này không chỉ là các bạn có thể nghe riêng thuận mà có rất nhiều người trong thị trường này thật ra số lượng người mà cũng không tin bây giờ đã cực kỳ nhiều luôn năm 2017 18 19 thì không có bao nhiêu đâu À, bây giờ thật ra có rất nhiều youtube nước ngoài thì vô số kể ở Việt Nam cũng có rất nhiều youtuber bây giờ nói riêng về crypto đó thì các bạn cũng có thể là nghe và nhận được nhiều cái nguồn khác nhau và các bạn có thể tự đưa ra bản thân của mình à, một cái quyết định tới cuối cùng đó thì quyết định vẫn là quyết định của bản thân các bạn mà thôi đã gọi là tài chính cá nhân thì đương nhiên chỉ có cá nhân các bạn mới có thể ra quyết định thôi. Cái mà các bạn có thể thu thập được là nhiều quan điểm khác nhau và đương nhiên không ai biết được ngày mai sẽ ra sao đâu các bạn Tất cả là chúng ta chỉ dựa vào có sự suy đoán, dựa vào tài lịch sử, dựa vào một số những cái chẩn đoán tương lai mà thôi Điều quan trọng hơn hết á, là cái lòng tin các bạn có hay là không có, đó mới là điều quan trọng nhất nhưng mà trở lại đi thì điều mà Benjamin Cohen tin tưởng đó là cái điều màu xanh này phải có dấu hiệu suy giảm Chứ nếu không thì chúng ta sẽ không những là thấy mùa đông crypto mà chúng ta có thể là thấy cả thị trường tài chính đi vào một thời kỳ suy thoái luôn Điều thứ nhì là Benjamin nói là lúc nào cũng cần phải có tiền mặt điều này thường cũng đồng ý điều thứ ba đó thời điểm bây giờ đó là cần phải chú tâm về bitcoin và đừng quan tâm nhiều đến altcoin đó là quan điểm của Benjamin Cohen chúng ta cũng đã thấy được là Thuận đã chia sẻ với các bạn giống như là hầu như một tháng hai ba lần về cái danh mục đầu tư của thuận không phải là bây giờ thuận mới chia sẻ với các bạn đâu mà các bạn thấy là chúng ta thấy ở trên màn hình đó, là từ tháng 10 của năm ngoái đó thật ra thuận đã chia sẻ nhiều năm trước rồi liên tục Hầu như là các bạn có thể xem những tài liệu này ở trên Twitter hay là Facebook Nhưng mà chỉ tính trên màn hình thôi từ tháng 10 đó lúc đó là cái số lượng Bitcoin là 35% Ethereum là 41% Tại vì chúng ta đang ở trong thời kỳ tăng trưởng mà Allcoin tăng rất là mạnh Thì Bitcoin cái phần trăm vốn hóa đó, nó sẽ bị đẩy lùi Trong danh mục đầu tư của Thuận tính theo phần trăm Nhưng mà các bạn thấy là Thuận đã từng chia sẻ ngay thời điểm đó Là Thuận không thích điều này Thuận thích lưu trữ rất nhiều BTC Bao nhiêu tháng ngày qua phần trăm Bitcoin khôi tăng lên tăng lên tăng lên từ từ đương nhiên không có tăng nhanh chóng được tại vì Thuận phải chung mình giá từ từ vào và mãi cho tới thời điểm là ngày 29 tháng 4 đó là lưu trữ 50% BTC. Vì này ra thì thuận thường hay chia sẻ với các bạn và đương nhiên những lúc mà all tốt đó thì các bạn thấy là thuận đầu tư quá nhiều BTC thì, thì đâu có nhân bao nhiêu đâu có đâu có lời bao nhiêu đâu nhưng mà thật ra cái vấn đề mà các bạn cần phải suy nghĩ đến đó là quản lý rủi ro trong cái danh mục đầu tư của mình. Các bạn đó, cho biết là Warren Buffett mặc dù chúng ta thường hay chọc Warren Buffett nhưng mà thật ra về triết lý đầu tư đây thì cũng có nhiều triết lý đầu tư cũng biết có thú vị đến từ Warren Buffett là một trong những triết lý đầu tư đó là luật thứ nhất trong đầu tư là đừng mất tiền, luật thứ hai là đừng bao giờ quên luật thứ nhất. Thì đương nhiên mọi người nói là cái luật gì mà kỳ gì, gì ai mà không biết nhưng mà thật ra ý của Warren Buffett nói đây đó là khi các bạn vào thị trường đầu tư đó thì không thể có cái quan điểm là cờ bạc được có nghĩa là các bạn không thể nghĩ là chỉ việc đầu tư đi là mất thì mất hết thôi chứ bên sau giờ các bạn không thể có cái, cái, suy nghĩ đó và cái thứ nhì đó là lúc nào cũng nghĩ đến điều quan trọng đó những người mà đầu tư số lượng lớn đó và những nhà đầu tư lớn và đầu tư thành công đó thì điều đầu tiên họ suy nghĩ đến là làm sao để bảo vệ hộp vốn rồi điều thứ nhì họ mới suy nghĩ đến làm sao để mà có lời nhưng mà những người đầu tư mới đó thích ít kinh nghiệm hơn thì họ sẽ có suy nghĩ ngược lại họ nghĩ là đầu tiên hết là làm sao để kiếm được nhiều lợi nhuận nhưng bao nhiêu lần rồi thứ nhì họ nói là sau khi có lợi nhuận rồi thì sẽ rút vốn ra đó là cái suy nghĩ của những nhà đầu tư mới hơn còn những nhà đầu tư mà có kinh nghiệm hơn họ suy nghĩ ngược trở lại làm sao thứ nhất là bảo vệ vốn thứ nhì là có lời cho đến lúc nào đó chúng ta cũng phải nghĩ đến là thị trường khi mà tốt đó thì o sẽ bay rất là nhanh đó là bình thường mà thôi các bạn thấy những cái mùa o đó thì bay rất là lẹ những cái o tăng trưởng nhưng hai nhưng ba nhưng năm trăm vòng chỉ có một tuần, hai tuần mà thôi Trong khi BTC thì có thể là chỉ lên một tháng là 10%, 15% mà thôi Altcoin tăng nhiều hơn Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là khi mà thị trường không tốt đó Thì chúng ta thấy được là cuối cùng Thì BTC mới là một trong những cái đồng mà có thể trụ lại được Và tuy thị trường này là một thị trường mà có nhiều cái sự nguy hiểm Nhưng mà tới cuối cùng đó các bạn thấy được là ngay cái trong thị trường crypto này cái đồng mà nhiều người có cái sự tin tưởng dài hạn, có cộng đồng lớn nhất bây giờ vẫn là BTC, vốn hóa mạnh nhất vẫn là BTC. Cho dù là thị trường là một màu đỏ, nhưng mà các bạn thấy được là BTC đó, khi mà chúng ta nhìn vào những lịch sử của năm 2018 hay là chúng ta nhìn vào lịch sử của năm 2020, 21 mới đây những đợt mà xuống mạnh đó, thì các bạn thấy được BTC là một trong những đồng mà giữ cái vốn hóa tốt hơn những đồng khác. Đương nhiên cũng đi xuống, nhưng mà những đồng khác đó sẽ đi xuống nhiều hơn trong cái thời điểm mà có nhiều cái sự lo lắng đó thì Bitcoin xuống một phần trăm nhưng xuống phần trăm nhiều hơn BTC rất rất là nhiều thuận thì đương nhiên không thể khuyên các bạn làm gì à, mọi người thì có một cách đầu tư mà thôi nhưng mà đối với ban đầu của thuận thì lúc nào cái đồng mà trụ phần trăm lớn trong danh mục đầu tư vẫn là bitcoin và nếu như các bạn hỏi thuận là thuận có thể để một số tiền vào trong một đồng duy nhất mà thôi và một số lượng tiền lớn và sau đó đó thuận sẽ không thể đụng tới trong vòng năm năm thì ngay thời điểm này thuận tin tưởng đông nào nhất thì thuận chỉ có thể chia sẻ với bạn là bitcoin mà thôi nhưng mà đó cũng là cái điều thứ ba được chia sẻ bởi benjamin cohen thì ba điều này đó phần lớn thường cũng đồng ý với cách nhìn của Benjamin Cohen nhưng mà cái phần kế tiếp đó mà làm cho nhiều người có cái sự tranh cãi đó chính là Benjamin Cohen thì kêu gọi là chúng ta đã bước vào mùa đông crypto rồi nhưng mà thật ra Benjamin Cohen cũng đã nói trong một cái livestream này cũng không chắc chắn lắm nhưng mà có thể là chúng ta đã đi vào mùa đông crypto rồi thì tại vì sao lại như vậy có thể gì bạn nói là thuận chia sẻ như vậy thì cũng không đúng đâu tại vì bitcoin đã xuống rất là nhiều rồi chúng ta có nhìn vào từ cái mức cao của BTC đi khi mà chúng thấy được là BTC là ở mức là 69.000 đô tháng 11 mới đây cho đến thời điểm bây giờ đó Đi thằng zoom ra nhìn vào biểu đồ của đánh ngày đi. Thì từ cái mức là 69.000 đô đi xuống tới thời điểm bây giờ đã xuống 55% rồi. Nếu như cái này không có gọi là mùa đông crypto thì là cái gì? Thì có thể là các bạn mới tham gia vào thị trường này. Các bạn nên nhớ là thời điểm này, năm ngoái đó, khi mà giá BTC tháng 4 lên tới 65.000 đô năm ngoái đó, rồi sau đó giá của BTC đi xuống tới cái mức thấp á, là chính là tháng 7 của năm ngoái thì ra sao? Để thường cho các bạn thấy là ra sao Lúc đó các bạn thấy được là đi xuống cái phần trăm tổng cộng đó là 55% Cũng tương tự như là bây giờ Thậm chí là cái mức thấp của giờ này năm ngoái đó là các bạn đã nhớ là hồi tháng 7 à, Có cái mức thấp nhất đó là chỉ có 28.900 28 đô mà thôi Đó là cái mức thấp nhất và ngay cả ngày hôm qua khi mà giá xuống 29.800 đô đó thì vẫn cao hơn là cái mức thấp nhất của năm rồi và cái mức thấp nhất của năm rồi đó thì lúc đó nó hầu như là 50 50. Lúc đó Benjamin Coven vẫn không có kêu gọi là bộ đồng crypto và bản thân của Thuận thì nghĩ là chúng ta vẫn không có giống như được tăng trưởng trước đó tại vì chúng ta vẫn nằm trong chu kỳ mà 4 năm cho nên lúc đó thường vẫn chưa có cái sự tin tưởng là chúng ta đã vào mùa đông crypto cho nhiều bạn có đang nhớ rồi lúc đó thì cũng có nhớ rất nhiều bạn à, nói thượng là không chấp nhận mùa đông crypto tại vì thượng cố chấp nhưng mà không phải đâu các bạn thấy được là cuối cùng như thế nào cuối cùng là tiếp tục mua tiếp tục trung bình giá rồi các bạn thấy sau đó ra sao lúc mà chúng ta thấy giá xuống là 29.000 đô hai lần liên tục một lần hồi tháng 5 lần kế tiếp đó là tháng 7 và một lần nữa là cuối tháng 7 thì cả những đợt này là lúc đó thị trường cũng rất là hoang mang và thật ra nhưng mà nào mà đã từng trải qua hồi tháng 6 tháng 7 của năm ngoái đó thì cái sự hoang mang nó cao hơn bây giờ rất là nhiều ngày hôm qua đây như mà nào trải qua thì cũng là một phần giống như là thời này điểm này năm ngoái mà thôi nhưng mà cái sự hỗn loạn năm ngoái đó cao hơn bây giờ rất là nhiều tại vì lúc đó có nhiều những nhà đầu tư riêng lẻ hơn sau cái đợt này rồi thì rất nhiều người đã rời khỏi thị trường này và sau đó nó không thấy nhiều người trở lại cho nên trên căn bản bây giờ trên thị trường ít những nhà đầu tư riêng lẻ mới hơn cũng có nhưng mà không nhiều như là năm ngoái năm ngoái rất là sôi động khi mà giá tăng lên tháng tư tăng lên 65 000 nhưng mà khi mà giá đẩy ngược cho xuống như thế này đó 55% từ tháng tư cho đến tháng 7 đó thì rất nhiều người đã rời khỏi nhưng mà lúc đó nó biết bao nhiêu người kêu gọi mùa đông crypto, biết bao nhiêu người kêu gọi là giá sẽ tiếp tục đi xuống 25.000 đô, 20.000 đô, 15.000 đô. Kết quả ra sao? Kết quả các bạn thấy được là giá xuống tới cái mức là khoảng chừng 28.900 đô. Sau đó chúng ta thấy được bắt đầu là từ cuối tháng 7 đó đẩy ngược trở lên và sau đó các bạn thấy được chúng ta đã lập cái đỉnh mới ở mức là 69.000 đô. Rồi sau đó chúng ta thấy được giá cả đi xuống tới thời điểm như bây giờ. Đó là thời điểm của năm 2000 21. Cho nên nhiều người bây giờ đã có cái câu hỏi là thời điểm đó, ngay cả lúc đó đó Benjamin Cohen vẫn chưa có kêu gọi là mùa đông crypto vẫn nói là sẽ là một cái chu kỳ dài hơn. Nhưng mà bây giờ giá nó chưa có xuống thấp như là hồi tháng 6 tháng 7 của năm ngoái mà Benjamin Cohen đã kêu gọi là mùa đông crypto rồi thì đây là một điều mà đối với nhiều người không có hợp lý. Thì Benjamin Cohen nói đó là bây giờ cái sự khác biệt lớn nhất đó chính là Fed. Nói chung đó cái lý do tại sao Benjamin Cohen kêu gọi mùa đông crypto đó là không có phải là riêng lẻ về thị trường crypto hiện tại mà cái lý do đó là Benjamin Cohen nói là tại vì lo sợ là cái phần trăm lạm phát tiếp tục tăng, Fed tiếp tục tăng thêm lãi suất dẫn đến khủng hoảng tài chính và khi điều đó xảy ra đó thì Benjamin Cohen tin tưởng là thị crypto sẽ trở thành một mùa đông. Đó là cái sự suy nghĩ của Benjamin Cohen. Các bạn nghĩ sao?